Hello các bạn, mình là Đông Hậu đến từ Nisri. Và như chúng ta được biết thì retinol đang là một trong những xu hướng cực kỳ hot hiện nay. Trên mạng thì cũng đang có rất là nhiều lời đồn về retinol. Vậy thì đâu mới là sự thật? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân Đông Hậu để phỏng vấn một số bạn để xem các bạn nghĩ gì về retinol các bạn nha. Let's go! Xin chào các bạn, mình là Hậu đến từ Nisri. Thì không biết là ngày hôm nay mình có thể phỏng vấn các bạn một số câu hỏi nhỏ được hay không ạ? Cũng rất là đơn giản thôi. Dạ, mình có biết đến một thành phần trong làm đẹp là retinol hay không? Mình có biết. Biết còn bạn như thế nào? Dạ, mình biết. Còn bạn đã từng sử dụng rồi. Ngày hôm nay thì mình muốn mời các bạn tham gia một câu hỏi nhỏ thôi. Cũng rất là đơn giản, có tên gọi là đúng hay sai. Thì các bạn chỉ cần là mình sẽ đưa ra một câu hỏi, các bạn trả lời là đúng hoặc sai là được nha. Ok không, mình tham gia ha. Rồi, thì như chúng ta được biết thì retinol thì đang là khá hot hiện nay đúng không? Thì cũng có khá là nhiều lời đồn. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ đưa ra ba lời đồn đi cho ba bạn ha. Thì nhiệm vụ của các bạn là chọn ra là đúng hoặc sai cho từng lời đồn đó dành cho retinol nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên chắc là hỏi bạn đi ha, đứng gần mình nhất luôn. Lời đồn đầu tiên cho retinol thì sẽ là retinol phù hợp cho da nhạy cảm, đúng hay sai? Là đúng. Đúng, câu trả lời của bạn là đúng đúng không? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử câu trả lời là retinol phù hợp cho da nhạy cảm liệu có đúng hay sai các bạn nha. Hello các bạn, với lời đồn thổi đầu tiên về retinol là retinol có sử dụng được cho da nhạy cảm hay không? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu trả lời các bạn nha. Thì retinol khi mà chúng ta sử dụng không đúng cách sẽ gây nên tình trạng là ửng đỏ nè, kích ứng cũng như là bong tróc ở trên làn da của chúng ta. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn yên tâm nha, bởi vì làn da nhạy cảm vẫn có thể sử dụng được các sản phẩm retinol trên làn da. Chúng ta phải sử dụng là để cho làn da của chúng ta làm quen từ từ với các nồng độ dẫn xuất của retinol bằng cách là sử dụng một tuần một lần, sau đó chúng ta sẽ tăng dần hiệu quả dẫn xuất từ 2 hoặc là 3 lần một tuần ở trên làn da của mình. Khi mà sử dụng retinol á, làn da của chúng ta sẽ rất rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, nên nhớ là luôn luôn phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày các bạn nha. Và đó là câu trả lời của chúng ta ngày hôm nay, là da nhạy cảm hoàn toàn có thể sử dụng được retinol các bạn nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo mình muốn hỏi bạn về retinol tiếp nữa, đó là retinol thì bên cạnh có công dụng chống lão hóa thì còn có công dụng cực kỳ tốt cho da mụn, đúng hay sai? Thấy đúng. Đúng, câu trả lời của bạn cũng là đúng luôn đúng không? Vậy thì chúng ta hãy xem thử retinol bên cạnh công dụng chống lão hóa thì còn có công dụng để trị mụn hay không các bạn nha. Câu trả lời của các bạn rất là xuất sắc luôn, bởi vì retinol bên cạnh chống lão hóa còn trị mụn cực kỳ hiệu quả luôn các bạn nha. Thường thì chúng ta được biết retinol sẽ có công dụng là một thành phần vàng trong việc là tái tạo các sợi cấu trúc da cũng như là sợi collagen để bảo vệ làn da của mình khỏi các tác nhân bên ngoài và ngăn ngừa lão hóa da. Nhưng mà bên cạnh đó, retinol còn là một thành phần cực kỳ hiệu quả trong việc trị mụn luôn. Theo nhiều nghiên cứu các bạn thì retinol là một thành phần cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị mụn, bởi vì bên cạnh là tái tạo sợi cấu trúc làn da của chúng ta từ sâu bên trong, còn có công dụng là phục hồi làn da cũng như là thúc đẩy các sợi tế bào da của chúng ta sản sinh nhanh hơn, giúp da của chúng ta khỏe hơn các bạn nha. Và đó là câu trả lời cho làn da của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với các bạn của chúng ta. Và câu hỏi cuối cùng là dành cho bạn nha. Và câu hỏi này có thể nói là cực kỳ quan trọng về retinol luôn, là retinol nồng độ càng cao thì càng tốt, đúng hay sai? Sai rồi. Là sai đúng không? Rồi bây giờ các bạn hãy cùng xem thử câu trả lời là nồng độ retinol càng cao thì càng tốt liệu là đúng hay sai các bạn nha. Và đối với lời đồn thổi cuối cùng là sử dụng retinol nồng độ càng cao thì sẽ càng tốt liệu có đúng hay không? Và mọi nồng độ retinol sử dụng trên làn da của chúng ta đều sẽ mang đến những công dụng vốn có. Tuy nhiên suy nghĩ rằng là nồng độ càng cao thì sẽ là càng tốt thì là vẫn chưa chính xác các bạn nha. Bởi vì đối với những bạn nào mà có làn da nhạy cảm một xíu, hoặc là đối với những bạn mà mới bắt đầu sử dụng retinol đi, thì khi mà chúng ta sử dụng nồng độ quá cao thì sẽ dẫn đến tình trạng là bong tróc da nè, thậm chí là ửng đỏ hoặc là kích ứng trên làn da của mình luôn. Cho nên bí quyết là chúng ta cần lựa chọn những sản phẩm phù hợp đối với làn da để chúng ta có thể là làm quen dần nè, với nồng độ là từ 0.01 cho đến 0.03. Rồi chúng ta sẽ tăng dần dần nồng độ lên để retinol sẽ hoạt động tối ưu ở trên làn da của chúng ta các bạn nha. Và đối với retinol của Nisri là retinol Cica Repair Ampoule cùng với thành phần là 95% retinol tinh khiết sẽ hỗ trợ là loại bỏ tế bào chết trên da nè, cũng như là cải thiện kết cấu bề mặt da và tăng cường hiệu quả dẫn xuất
xuất cũng như là phục hồi làn da của mình từ sâu bên trong. Và thêm thành phần là Sika được chiết xuất từ rau má sẽ hỗ trợ là làm giảm tình trạng ửng đỏ cũng như là làm da của chúng ta tăng sức đề kháng hơn và giảm thâm sâu mụn cho làn da của mình luôn. Cho nên là những bạn nào mà đang còn loay hoay vẫn chưa biết phải sử dụng một sản phẩm retinol nào phù hợp đối với làn da, và bạn nào mà mới sử dụng retinol đó và cần một sản phẩm để làm quen với da của mình thì hãy đến ngay Innisfree lựa chọn cho mình sản phẩm retinol phù hợp là Retinol Sika Repair Ampoule, cực kỳ tốt luôn các bạn nha. Bên cạnh có công dụng là chống lão hóa còn trị mụn cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, đến ngay Innisfree để được tư vấn và chọn sản phẩm cho các bạn nha. Và các bạn Innisfree ơi, các bạn vẫn còn đang có những thắc mắc nào về sản phẩm của Innisfree thì hãy follow, like cũng như là bình luận vào video ngày hôm nay để có cơ hội nhận được về một phần thưởng là một phần quà đến từ giveaway của Innisfree các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn